Rồi, em Thuốc Oro Sài Gòn xin kính chào anh em. Thì anh em về được mấy cặp chân lo của Gia Bằng ha. Thì đa số là của Ditong, Onkyo và Ditong và Onkyo thôi anh em. Về được 5 cặp ha. Thì giới thiệu anh em đây là một cặp Ditong trước ha. Dạng thì tất cả là về em chưa vệ sinh ha, mắt này là chùi ra là sạch bon hết trơn ha, rất là đẹp này. Thì em này nó có kích thước là sâu vô là 30 ha, 30 và ngang là 42 và cao lên là 16,5 ha, cao lên 16,5. Thì này chúng ta để được rất nhiều dòng lo 25-30, chúng ta có thể tùy ý. Thì tất cả rất là đẹp ha. Đây là phần phía sau của nó đây, tới như cái ghế vậy đó. Và cặp này là 1,7 triệu anh em ha, 1,7 triệu cho cặp Ditong này. Đây là một cặp Onkyo AS66RX này. Cặp này rất là nặng ha, như này chúng ta lo để lo 25 lo xuống rồi được. Này cái thước là ngang là 32 và sâu vô là 32 luôn, 32 vuông ha, và cao lên là 20. Đó là 20. Đây là mặt phía sau, đây là mặt phía trước, loại chung một cặp ha. Cặp này giá là 2,8 triệu anh em ha, 2,8 triệu. Thì tất cả em chưa vệ sinh còn rất là dơ ha. Thôi này 2,8 triệu ha. Cặp này nè, Onkyo của dòng Onkyo 772X ha. Đây màu đen rất là dơ ha. Đây thì anh em chúng ta chùi ra là sạch bon trước khi em anh em nào chốt thì em gửi cho anh em, trước khi gửi thì em sẽ chùi sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ ha. Đây là ngang qua là 37 và sâu vào là 30, cao lên là 18 ha, cao lên 18. Thì cặp này có giá là 2,5 triệu ha, 2,5 triệu. Đây, đây là 1,7 triệu ha, 1,7 triệu, 2,5 triệu và 2,8 triệu. Rồi đây là một cặp Ditong, Ditong có mã là DK900ES. Này dùng cho lo 30, giống như dòng màu vàng, màu đen gì chúng ta có thể để đẹp được ha. Cái này là những cái tấm mút nè, lo năm nó dính bụi vô, xay chùa rồi sạch bon rồi, rất là đẹp ha. Không có tróc mẻ bể nở gì cả. Cặp này rất là nặng ha, cặp này cặp chân này rất là nặng nè. Cái này nói sâu vô là 29 và ngang qua là 36 ha, cao lên là 22. Và cặp này cũng có giá, cũng có giá là 2,8 triệu luôn anh em ha. Cặp này 2,8 triệu luôn, cặp Ditong 900ES là 2,8 triệu luôn ha. Rồi tới cặp đây là cặp 77FRX. Thì phần mặt trước là vậy, phần sau là phần, đây là phần mặt sau ha. Thì này có kích thước là sâu vô là 34, ngang qua là 36 ha, cũng đồng giá luôn 2,8 triệu. Thì ba cặp này nè, ba cặp này là 2,8 triệu, cặp này là 2,5 triệu, cặp đó là 1,7 triệu ha. Rồi thì chỉ có 5 cặp thôi, thì nay em khui trước cho anh em 5 cặp. Đây cũng còn mấy cặp nữa nè, mấy cặp nữa mà em chưa chặt quá, em chưa khui kịp ha. Thì em làm clip này xong em rảnh thì em làm mấy cái mấy cặp chân kia cho anh em. Rồi thì mấy này em sẽ làm đi xong, em sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi đó anh em ha. Rồi em cũng xin nhắc lại giá lần nữa ha. Với cặp Ditong này là 1,7 triệu nè, cặp Onkyo AS77 này là 2,5 triệu, và ba cặp này là mỗi cặp là 2,8 triệu ha. Giá đã bao ship toàn quốc cho anh em, và anh em nào là lấy về chỗ thì trừ ra 200.000 giúp em ha. Rồi xin kính chào anh em.